À, mình thấy à, gọi đại gia đình thấy nó ấm áp ha. Nên là những đức để ý thấy à, cái đạo tràng trên không chung này đặc biệt ngay chỗ. À, nếu như mà một ngàn mấy trăm người này mà mình tổ chức khóa tu chỗ nào thì nói, nói chứ tập trung cũng đông. Mà nội à, lo ăn uống rồi cá nhân cuộc sống một ngày thôi cũng bạn biểu rất nhiều người không tu gì mình được còn cái đậu tràng này thì mỗi gia đình chúng ta mình cứ lên mình tu thôi tu xong rồi thì mỗi người tự ra ngoài nấu cơm hay lo nấu mì gì ăn hay xong giống như nó chia cái phần lo lắng cho một ngàn mấy trăm người này ra mỗi người tự lo nên nên cái đậu chàng này ai mà siêng tu thì thành tựu con đường giáng sanh dễ tại vì không có bị cái gánh nặng giống như bản thân nhận đức đi thì ở trong chùa thì phải uh, sống và lo lắng đủ chuyện hết rồi xong từ nơi đó mà không có thời gian đi lên cái điện niệm Phật. À. Còn bây giờ thì lại được thời gian mỗi ngày 4 năm thờ lên tu. Khi 12 giờ khuya cũng được lên tu. Rồi sáng phải cố gắng lên tu. Nó rõ ra là nó ép rồi có thế phải cố gắng. Thật sự thì sự thành công nào cũng từ siêng năng mà ra. Cũng như bản thân nghĩa đức bây giờ mà không lên tu có được nếu mà bật mấy cái đoạn cũ lên đó thì phải từ khi cái, cái chuyện gì ấy, chứ ngoài ra mà, mà mà không làm gì được rồi không? như hoặc là quý vị tu gì mà như đức ngồi thì có không được hoặc nằm ngủ thì có không được nó không thật lòng nên từ nơi đó mà nó đưa vào cái thế là bản thân của mình phải cố gắng mà mình tu tập viết rồi mình sự có sự an lạc viết rồi tự nhiên cái mỗi một người chúng ta thích tu luôn vậy. Tại vì mình tu mình an lạc mình thích. Giống như tối 12 giờ khuya. Giờ rất khó lắm vậy đâu. Vì mà cái lượng người tu khoảng 700 người. Giờ tu. Tu xong rồi nói chuyện chút vậy tới một uh, uh, giờ ba mươi sáng này những đức nhìn những con người đó giờ này vẫn lên tu. Nhưng mà tối ngủ tiếng rưỡi đồng hồ sáng Nó nói với mắt nó cũng cay chứ không dẫn nghe Nhưng mà cái môn lễ Phật này Nhân Đức phải công nhận là hay Nếu không có môn lễ Phật này chắc chắn 100% Vô không nổi Tại vì tiếng ngồi là nó sẽ buồn ngủ Chứ không dẫn đó Vì mà khi lễ Phật xong thì rất là khỏe Nên cái đạo tràng trên không chung này Mỗi một người có nhân duyên hướng dẫn ta tu có nhân viên nên lập ra nhiều tốt như chùa chiền cũng nên lập ra vì sao vì có những người mình nhìn thấy bây giờ mình đi ra ngoài mình để ý đi cuộc sống ta quá bận biểu mà đường xá thì quá kẹt xe rồi cái thời gian mà mình đi đến ngôi chùa mình tu tập mà cái thời gian đi mà bị kẹt xe rồi này kia nó mất thời gian quá nhiều trong cái thời gian đi đó và đến chùa và bỏ bao nhiêu công việc của gia đình nên có những người ta tiện lợi thì người ta đi còn nếu như có những người người ta không sắp xếp được thì cái giờ đó người ta sẽ được tu chung với mình tu rồi xong người ta còn lo được cho gia đình của người ta nhưng đức nghĩ rằng là cái thời cuộc này càng về sau thì con người sẽ càng bạn biểu Giống như các nước trên thế giới có nhiều nước người ta làm ngay công ty đó Người ta sẽ được các nhà cho ở tại chỗ để người ta không mất thời gian để người ta về nhà Mà cả tuần gì đó người ta mới về một lần Nên con người bây giờ công việc người ta rất bận biểu Nên cái đạo tràng kinh công chung của mình những đức đưa ra rằng là Có những người người ta làm ngay công sở mà người ta bật lên người ta ngồi đó Mình lễ Phật người ta ngồi ta niệm cũng được Có nghĩa là không có hạn chế người ta quá vì cái thời cuộc này người ta quá bận biểu rồi Người ta niệm được một có vật hiệu là điều đó quá tốt à. Cái điều đó quá tốt Nên cho người ta cơ hội Nên cái đạo tràng của mình là chỉ cần người nào vô niệm Phật là được Có những người cha mẹ già Nằm tại chỗ bệnh Để cái cái điện thoại ngay chỗ đó Mẹ quay qua nhìn thấy Mình đang niệm Phật niệm theo Điều được hết Nó có nghĩa là điều Điều tạo điều kiện cho chúng ta có cơ hội Để chúng ta niệm Phật được hết. Nên những đức nghĩ rằng là chúng ta muốn đem Phật pháp này giới thiệu có những người người ta cũng là ví dụ những đức là chuyên niệm Phật, có những người người ta tụng kinh thêm, có những người người ta trì chú thêm tốt hết. Ví dụ như mình lập ra cái room này mình hướng dẫn những người người ta thích tụng kinh thêm, trì chú hoặc ta niệm Phật. Ví dụ như điều tạo điều kiện cho người ta hết. Điều tốt hết. Có nghĩa là nếu mà từ ban đầu mới lập ra thì ít lắm. Nhưng mà mình phải kiên nhẫn, kiên nhẫn. Nhất là cái người hướng dẫn Mình phải tu cùng với anh ta Từ từ, từ từ, từ từ Nó tăng lên từ từ, từ từ Cái tự nhiên mình hình thành được một cái đậu tràng trên không chung Một cái đậu tràng mà mình tu cùng với anh ta Giống như nó có cái lực kéo với nhau Nó không bỏ tu Giống như những đức bây giờ là không bỏ tu được Thật sự Nếu như những đức mà đi ra ngoài mà không có cái đậu tràng này Không tính ra cái diện lập đậu tràng trên không chung này Là có chừng những đức mỗi ngày Ăn ngủ mà ăn ngủ thời gian rồi là cái như xong luôn. Đó. Nên nhờ cái đạo tràng này nè. Mà giúp cho những đức tu tập mỗi ngày. Mà cảm giác được cái sự an lạc khi niệm Phật. Nên những đức nói rằng là. Từ chùa chiền hay hàng cư sĩ có sức ảnh hưởng. Chúng ta đều có một pháp tu. Và đủ duyên lập ra một cái rung này. Kiên nhẫn cùng tu. Thời gian tự nhiên. Nó có một cái đạo tràng này đặc biệt. Mà thời cuộc này càng về sau Chắc chắn là con người càng ngày càng bận biểu Càng ngày càng bận biểu chắc chắn luôn Đó Mà lâu lâu nhà Đức đi ra ngoài đường thôi Thấy rằng là xe cộ đi nó thiệt Nó kẹt xe vô cùng Thì thật sự con người mà bây giờ mà Đi đâu là rất bất tiện Rất bất tiện Nó giống như mà Mà cái duyên mà hướng dẫn ta tu như Phước Tịnh đồ này kia Cũng nên Lập một cái room cho ta tu chung Thật sự lập cho người ta tu tại vì sao vì người ta có duyên với người đó người ta sẽ tu chung với người đó ừ. thật sự nên từ nơi đó mà những đứa cũng không ngờ rằng là cái room của mình lập thời gian hơn hai tháng thôi mà số lượng bây giờ trung bình mỗi mỗi thời chúng ta tu gì là cũng một năm trăm người chắc chắn luôn và số lượng sẽ tăng thêm nên những đứa hướng dẫn quý vị là mình chỉ người ta người nào không biết cài mình cài dùm cho người ta luôn có nghĩa là mình chỉ chỉ cho người ta thôi Mà người ta Vô tu một thờ thôi Thật sự mình cũng được lợi ích rất là lớn Tại vì mình chỉ nên điều tốt mà Nó nên mỗi người chỉ người ta Thí dụ như có những Đoạn nói chuyện gì Có những người người ta đưa lên Những người người ta nghe đó Mình coi bình luận Có những người người ta muốn nói Tôi muốn vào cái rung tu Mà tôi không biết làm sao Chỉ cho người ta Nghĩa là mỗi người đều Có cái tâm chỉ người ta niệm Phật Từ người xuất gia hàng cư sĩ gì Đều chỉ cho người ta tốt mà muốn lợi ích được mà chỉ người ta mà người ta tu là bản thân mình, bản thân mình phải chịu tu thấy rõ ràng một trăm khi mình tu tập mình niệm phật rồi mình sẽ thấy được sự lợi ích quá lớn Đó. nên cái duyên mọi người hướng dẫn phật tử tu nhất là pháp môn tịnh độ này là cái pháp mà có thể gây dựng được mà tu cả đời không bỏ cuộc là nghe chỗ tín nguyện mà cái tính nguyện này nó gây dựng ngay cái chỗ Là khi gặp trở ngại gặp khó khăn Mà giảng niệm Phật Khi gặp trở ngại gặp khó khăn giảng niệm Phật Thì khi niệm Phật trong lúc đó Sẽ thấy những sự vi diệu cực kỳ quan trọng Lớn Thì lúc đó sẽ không bỏ với môn tịnh độ Thật sự Cái người mà tu tịnh độ mà thường bỏ môn tịnh độ Và thay đổi phương pháp tu Thường xuyên là người này Chúng ta thường đi muốn tìm hiểu thêm khi mình muốn tìm hiểu thêm thì tự nhiên nó sẽ phân tâm ra tại vì mỗi một người hướng dẫn mỗi một cách nói nó đều có cái ý hay của nó nhưng mà nếu mình không chọn một cái ý phù hợp đối với mình đối với người thì chúng ta đem nhiều ý gom lại lúc đó chúng ta sẽ mắc phương hướng không biết chọn một ý nào nên những đức có thể gặp với môn tịnh độ 15 năm hơn 15 năm niệm phật mà những đức giảng kiên nhẫn một câu Phật hiệu Dù bao nhiêu người nói cỡ nào Những đức giảng niệm Phật thôi Là ngay chỗ nào Vì những đức biết cái pháp tu này Mình tu được hướng dẫn người ta tu được Mà thấy lợi ích rất rõ ràng luôn Mà nhất là cái lúc niệm Phật và lễ Phật bản thân mình Dụng công tu Nên bây giờ những đức có được thời gian mà Một ngày 4 năm thờ tu với quý vị Điều này là điều nhắc nhở rất đặc biệt Có những người thí dụ Mình nói lên một ngày 4 năm thờ tu đi Người ta sẽ nói có nói như thế nào người ta nói con nói ngay cái chỗ là không cần thiết phải mỗi ngày tu như vậy tu là ngay cái tâm thật sự quý vị chứ phải dụng công mình phải dụng công dụng công rồi cái tâm mình từ từ nó mới phát triển được tốt chứ nếu như mà mình mà không dụng công chỉ nói lý thôi nói suông thôi là chúng ta thất bại liền chắc chắn nên mọi người phải xuyên tu xuyên niệm phật phải móc có vật hiệu này Nhớ kỹ là Giờ khóa công phu tu như vậy Rảnh là như thế nào Tiếp tục Bấm số niệm Phật Để móc câu Phật hiệu. Cái này cực kỳ quan trọng luôn Giống như những đức để ý mà Khi lo cho người già những đức để ý chỗ này nè Người nào niệm Phật Mà dễ tính ít buồn dặn người để trong tâm Là người này khi cuối cuộc đời ra đi Sẽ rất là tốt Ra đi nhẹ nhàng Còn người nào mà khi dù cũng niệm Phật đó Cũng nghe Pháp đó Nhưng mà khó tính Dặn hờ người để trong tâm Nó tóm lại là rất khó, khó khăn khó chịu Dễ buồn dặn người khác Thì khi cuối cuộc đời người này sẽ chết rất là sâu Vậy thì chúng ta muốn khi cuối đời mình Mình đi mình đi được tốt thì Thì như thế nào con người mình phải dễ tính Giảm tối đa lòng tham nha à, Dễ tính giảm tối đa lòng tham là khi cuối cuộc đời là chắc chắn con người này sẽ tỉnh táo đa phần những đức gặp nhiều người mà mình hậu niệm mà khi cuối đời mà đi mà mình niệm phật mà họ thì nằm im không biết gì thống kê là đa phần là người khó tính tham chấp nặng nề dính nhiều thứ không buông là đa phần những người này bị mê hết nên á, người niệm phật nên nhắc nhở chính mình đừng đợi đến lúc đó nó Chở tay không kịp quý vị Nhớ kỹ nha Đợi đến lúc mà cặn tới nghiệp mình chở tay không kịp Dù bây giờ mình làm gì làm Cố gắng sắp xếp thời gian Mình lên mình niệm Phật nhưng bây giờ cộng tu chủ nhật đồ này kia Nhiều người người ta tập trung Thí dụ như gia đình Năm bảy người Người ta đến người ta niệm Phật Gia đình người ta Người ta tập trung lại người ta niệm Phật Cái Khi bữa nay gia đình người này mai gia đình người kia Thường ngày thì mình tu tập ổn định nhưng mà ngày chủ nhật thứ bảy mình rảnh à, Bữa nay anh chị đến nhà tôi Chúng ta tuôn thờ Nay tôi đãi cơm luôn đó nghe Đó Nghĩa là mình rủ người ta đó, Đi lợ ngay chỗ gia đình của mình Để mà Cùng tu Có nghĩa là Cái đạo tràng nó chia ra nhỏ 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 nhỏ, nhỏ Mà nó phát triển cho rất nhiều người niệm Phật Nhưng Đức thấy mà Có nhiều người mà người ta mà nít 4, 50 đứa, Con nít bốn năm chục đứa nít Mà người ta cũng dạy cho các cháu cùng niệm Phật chung. Điều này rất là đặc biệt quý vị. Gieo cái duyên này đặc biệt tuyệt vời vô cùng. Đó, nên từ nơi đó mà mọi người bây giờ chúng ta tu tập xong mình nghe nói chuyện chút xíu. Mọi người chúng ta quý vị nhớ kỹ nghe. Hồi đó mà chúng ta mà tổ chức những pháp hội ngày Chủ Nhật rồi đó. Mà đông y y mà chúng ta mà không duy trì được lâu dài là ngay cái chỗ chúng ta khi tu tập khi chia sẻ Phật Pháp chúng ta vui quá quá đà đấy quý vị à. mà chúng ta không tồn tại lâu dài đó nên bây giờ mà lên tới trên không chung này mà nếu như chúng ta mà còn không nghiêm túc nữa đó, là mai mốt là chúng ta không còn cái cơ hội tu chung luôn chứ không phải chuyện đơn giản đâu nghe nên mọi người bây giờ là phải nghiêm túc lo tu tập tại vì sao mình đi đến cái lúc này thấy không? là cũng là một cái thử thách đó nên từ những đức cho tới quý vị Mỗi người phải siêng tu Siêng tu, siêng niệm Phật Cùng tu chung với nhau Vậy thì Pháp Môn Tịnh Độ này mới mở rộng ra Cho nhiều người được lợi ích Bây giờ thật sự mà nói Chúng ta phải nghiêm túc Mọi người phải lo niệm Phật Siêng năng, nghiêm túc Vậy thì những đức nghĩ rằng Về sau lâu dài nó mới đặc biệt được Bây giờ là người ta đang nhìn những đức Là những đức có tu hay không nè không? Ông này ông nói, ông có làm hay không nè đó, thì bây giờ chúng ta những người biết với nhau này bây giờ mình cố gắng mình niệm phật quý vị Đấy không đó là cái quan trọng để mà phước báo nó duy trì được để mà mình tiếp tục mình tu cái room này bây giờ thì đức thấy cái room này mỗi thờ tu một ngàn mấy trăm người này là cũng dữ lắm rồi đó cái đầu tràng này là cũng quá đông rồi đó nên nếu mà tập trung chỗ nào là cũng không dễ đâu bây giờ mình được gì là quá đặc biệt quý vị nguyện tam bảo dân hộ cho quý vị Tính nguyện niệm Phật kiên cố Niệm Phật cả đời không thối tâm Khi bỏ báo thân này Chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc Chúc quý vị an lạc A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật